các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn làm mồi lươn. Các bạn thấy không, lươn mình bắt một ngày hôm trước ấy, còn lươn hôm nay thì không làm. Đấy các bạn thấy không, đấy đây là lươn chín hạng luôn, lươn tự nhiên chín hạng, các bạn thấy không, toàn lươn to chứ không có lươn nhỏ đâu các bạn. Hôm nay mình sẽ làm để cho chị gái, cho cháu ăn thôi, cho mình thì không ăn mấy đâu. Đấy các bạn thấy không, lươn rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, cái hôm lươn bên mình á là thả rất là nhảy, kể cả lươn to lươn nhỏ gì nó vào hết. Nên là các bạn nào có nhu cầu mua hôm lươn thì liên hệ với mình sẽ chuyển cho các bạn. Các bạn thấy không, tai nghe không bằng mắt thấy, đúng không? Ông cha ta nói ngày xưa đấy, thấy mới tin, đúng không? Đấy, các bạn thấy không? À, cảm ơn Chúa vô cùng.